Hello các bạn. Hello các bạn. Chào mừng các bạn quay lại kênh YouTube Vũ Kiệt Nam Vlog của mình ha. Chào mừng các bạn quay lại kênh YouTube Vũ Kiệt Nam Vlog của mình ha. Rồi. Hôm nay mình làm một video clip này cũng tâm sự chia sẻ với các bạn thôi. Để mình hiểu nhau hơn. Mình hiểu nhau là giữa những cái nội dung mình đăng và những cái nội dung gì mà mình giải đáp khán giả trên cái kênh của mình nha. Đầu tiên thì mình cũng gửi lời cảm ơn tất cả quý anh chị đã quan tâm đến cái lĩnh vực mà mình chia sẻ những câu chuyện trong cuộc sống của mình. Cái kênh YouTube mình nó cũng là một cái nơi mà gọi là giao lưu, chia sẻ những cái gì mà bản thân mình trải nghiệm thôi. Trải nghiệm của mình có thể nó sẽ hợp với người này nhưng nó có thể không hợp với người khác. Nó có thể nó giúp ích cho người này nhưng cũng có thể nó sẽ đạp đổ bát cơm của người khác. Đó, thì những cái điều đó thì mình không tránh khỏi các bạn. Nhưng cái tiêu chí của kênh á là dù mình sử dụng cái quyền tự do ngôn luận của mình trên cái mạng xã hội, nhưng cái quyền tự do ngôn luận nó vẫn phải nằm trong cái khuôn khổ của pháp luật Việt Nam cho phép, chứ không phải là mình sử dụng mạng xã hội để mình vượt qua được cái giới hạn của mình. Mình là người cái gì đây trời, rồi va quẹt hay sao đây trời. Đợi các bạn đợi chút nha, mình đang chạy qua cái phạm vi hơi đông xe nên cái đoạn này mình lần đầu tiên đi cái đoạn đường này nên mình phải nhìn kỹ các bạn, nhìn kỹ biển báo giao thông rồi đèn tín hiệu các bạn, chứ nhiều làn quá lỡ đi một phát sai phát là coi như là khổ, vi phạm luật giao thông. Này, cảnh sát giao thông bắt xe gắn máy rất là nhiều. Vừa đèn đỏ, tức là cái nguyên tắc đèn đỏ là phải dừng lại, chứ không phải đèn đỏ mà ví dụ như đèn đỏ mà có ngã ba như thế này nè các bạn. Không phải là anh cứ thấy đèn đỏ mà nó là đi thẳng là anh được phép đi đâu, không phải đâu các bạn. Dù nó không có ngã rẽ nhưng mà đèn đỏ nguyên tắc anh phải dừng lại. Chỉ khi nào có cái biển phụ, biển chỉ dẫn, mũi tên được phép đi thẳng khi đèn đỏ thì anh mới được phép đi nha. Đấy, rất là nhiều xe bị vi phạm chỗ này. Rồi ok, để bây giờ mình có thể trao đổi, nói chuyện với mọi người được rồi ha. Thì mình phải giữ cái nguyên tắc đó là cái quyền tự do ngôn luận của mình nó phải nằm trong cái giới hạn của mình, và những gì mình nói ra là nó phải có chứng cứ xác thật các bạn, tránh trường hợp mà bị vi phạm pháp luật đó các bạn. Rồi mình chia sẻ lại tiếp một câu chuyện như thế này. Thì không những đại lý hãng hay là gara bất kỳ cũng vậy, mọi người hay đặt trên cái câu hỏi trên kênh mình là Nam ơi chia sẻ giúp cho mình, cho anh cái gara nào uy tín hay cái đại lý nào sửa chữa tốt hay gì đó. Thì thực ra cái câu hỏi này nó khó lắm đó, khó trả lời lắm. Tức là nếu khi các bạn hỏi là nơi nào uy tín, có nghĩa là các bạn đã phó thác hoàn toàn vào cái nơi đó rồi. Mà khi mình đã phó thác rồi thì cái chuyện mà người ta có sửa xe đúng về mặt đạo đức nghề nghiệp không thì cái đó cũng không ai xác minh được. Đó, nên á, cái mà để mình tốt nhất đó là mình phải có kiến thức về xe. Bởi vì khi mà mình có kiến thức về xe rồi thì mình đi bất kỳ gara nào mình sửa họ cũng không có thể nào vẽ vời được. Ví dụ họ vẽ ra này vẽ kia, cái làm mình cái hạng mục này không đúng nè,
cái hạng mục kia không đúng nè, à cái này không cần thiết nè, mình biết mình sẽ loại trừ và mình thống nhất ta, ok với giá này tôi cần làm này cái này đó. Đó là thay vì đặt cho Nam những cái câu hỏi mà ở chia sẻ gara nào uy tín, gara nào chỗ kia, thì cái này mình rất là khó. Bởi vì sao? Bởi vì có khi Nam vô làm thì người ta biết Nam thì có thể họ sẽ họ làm kiểu khác, nhưng mà nếu không có Nam, Nam giới thiệu qua họ lại làm kiểu khác, lúc đó Nam nó sẽ bị ảnh hưởng tới cái kênh của Nam rất là nhiều. Bởi vì cái tiêu chí của kênh Nam đó là trung thực các bạn, là trung thực, à là công khai, là minh bạch. Nên khi mà mình làm như vậy á, mình giới thiệu qua nhưng mà hôm đó xui xui sao mà tự nhiên các anh đó, anh chủ cái gà đó bắt bệnh sai rồi làm một loạt tà lè ra danh mục gì đó, rồi cái bill cái đen lên, rồi cuối cùng á Nam bị ảnh hưởng, bởi vì Nam là người giới thiệu, trong khi Nam đâu được cái gì đâu, đúng không? Đó, đó là lý do mà sao mà một số anh chị hay hỏi Nam biểu giới thiệu cái đó, thì thực sự Nam còn không dám giới thiệu, nó thật sự là như thế, thông cảm ha. Thì thay vì để cần một cái gara nào uy tín hay không thì mọi người nên trang bị kiến thức, bởi vì khi mình trang bị kiến thức thì mình sẽ dễ dàng đàm phán và trao đổi với chủ gara hơn ha, mình dễ dàng đàm phán hơn, tại vì mình có kiến thức, mình mang xe vào mình biết cái nguyên nhân lỗi chỗ đó rồi. Cùng một hiện tượng nhưng nó có nhiều nguyên nhân các bạn, cùng một hiện tượng nhưng mà nó có nhiều nguyên nhân, cũng nhìn thấy cái giọt nhớt nó chảy xuống gầm máy đó, nhưng mà trong khoang máy á, nó rất có nhiều cái chi tiết nó có sử dụng nhớt, đúng không? Đó thì mình hiểu, à mình biết nhớt đó từ đâu ra thì mình nói họ tập trung focus vào cái chỗ đó mà sửa. Còn nếu mà mình không hiểu nhớt đó từ đâu ra thì người ta sẽ sửa tất cả cái gì có nhớt là người ta thay hết à, đúng không? Đó giống như vậy đó các bạn, giống như cái anh nào mà vô cái máy lạnh nó không có mát, hoặc là mát không có được mát sâu, ảnh mang xe vào đại lý hãng yêu cầu kiểm tra lại, thì đúng lý nếu mà kiểm tra là gì, kiểm tra cho khách hàng, có nghĩa là anh bỏ ra cái chi phí dịch vụ là khoảng tầm 500.000 cho đến tối đa 1 triệu để anh tìm ra cái nguyên nhân, thì cái đó mà gọi là kiểm tra. Dù khách hàng có sửa hay không sửa thì anh cũng sẽ thu được cái khoản đó, gọi là cái chi phí kiểm tra, đúng không? Còn đằng này á, khách mà không có sửa là, chứ đằng này anh không kiểm tra, tại vì máy lạnh nguyên cả cái dàn hệ thống máy lạnh nó nhiều lắm, chứ đâu có phải là mỗi cái nghe từ câu máy lạnh 2 từ nhưng mà để sửa nguyên dàn máy lạnh rất là nhiều cái chỗ, đâu phải là nó hư toàn bộ cái máy lạnh đâu, mà cuối cùng á chỉ có hiện tượng, cùng một hiện tượng là máy lạnh không mát mà thay cho người ta đủ thứ đủ kiểu, làm đủ trò, cuối cùng bằng một chiếc xe tay ga 35 triệu, lên 337 luôn chứ phải 35 triệu, các bạn thấy kinh khủng không, kinh khủng không? Đó, chỉ vô kiểm tra cái máy lạnh thôi mà gì mà kê khai kê biên tùm lum tà lao lên cho người ta lên tới cả 37 triệu, kinh khủng không? Một chiếc xe gắn máy tay ga mới xịn đó. Rồi một số anh em hay hỏi trên mình những cái kênh, những cái câu mà liên quan tới cái kiểu mà spa xa xỉ nha các bạn, spa xa xỉ liên quan tới xe, thì cái đó nó không phải gu của mình, tại vì Nam là cái người thực dụng, kiếm đồng tiền rất là khó khăn, trung thực, nên mình thích làm những cái gì nó gắn bó với bản thân mình thôi. Còn đi phân tích có nên làm dịch vụ cách âm không, có nên làm dịch vụ độ loa này không, thì cái đó nó khó lắm, tại vì cái đó là đánh vào, họ bán là bán cái tâm lý, bán cái dịch vụ, bán cái đam mê, bán cái sở thích. Nên Nam không đi phân tích, Nam chỉ phân tích cái gì đó liên quan tới các yếu tố kỹ thuật khoa học thôi. Còn những yếu tố bây giờ cái loa đó có nên độ loa đó cả vài trăm triệu không, tại vì cái thưởng thức âm thanh nó thuộc về cái món ăn tinh thần, cái loa trên ô tô nè, nó là cái món ăn tinh thần, nó là cái món ăn tinh thần, nó không liên quan tới yếu tố khoa học công nghệ hay gì đây. Nên để đánh giá cái bộ loa đó có đáng đồng tiền hay không nó khó lắm, tại vì mỗi người có một cái gu khác nhau,
Nhiều khi họ gắn cái dàn loa cả vài trăm triệu lên xe, đơn giản là thích ngắm, thích người ta nhìn thôi, chứ không có phải là để người ta nghe. Tại vì á, muốn nghe thì phải về nhà, phải bước vô phòng mình nghe thì mới là thưởng thức âm nhạc. Còn mình chạy trên xe thì mình tập trung, mình lái xe thì sao mà nghe? Nghe có ngon là gì, có hay ho gì, nhưng người ta vẫn gắn. Thì ở đây người ta gắn là gì? Người ta thích. Đơn giản là người ta thích thì người ta bỏ ra vài trăm triệu để người ta gắn, hay cả tỷ đồng luôn. Thì đó, vấn đề đó nó nằm ở vấn đề gọi là giá trị của cái sự sở thích thôi, giá trị của cái niềm đam mê. Bởi vì cái niềm đam mê nó sẽ phải đánh đổi bằng giá trị vật chất. Đó là như vậy. Nên biểu Nam làm những chủ đề như thế, Nam không làm. Rồi làm những clip có nên gắn lốp này, gắn lốp kia hay không. Thực ra cũng Nam không làm. Bởi vì bản thân nhà sản xuất, khi họ tạo ra cái lốp xe rồi thì người ta đã công bố rất là rõ ràng, công khai minh bạch. À, cái lốp này ứng dụng trong trường hợp nào, lốp kia ứng dụng trong lĩnh vực gì, chạy xe đường trường hay chạy xe đường đất, hay đường bùn, đường sình, hay đường cát, hay đường nhựa, mà chạy tốc độ cao hay tốc độ thấp. À, ứng dụng cái lốp đó là như vậy rồi. Nên nhiều người hỏi mình hay có nên độ những cái lốp mà có tỷ lệ hơi thấp ít, mà vỏ dày tỷ lệ hơi thấp ít, hay là ngược lại đó, hay là có độ những bánh dai không. Nó rất là khó, cái đó phụ thuộc vào cái nhu cầu của các bạn, chứ phải nên mình không có làm những clip mà so sánh như thế, không làm clip mà đặt cái câu hỏi nên hay không nên. À, cái này tùy bạn thôi. Tại bản thân những nhà sản xuất lốp nó ghi rõ thông số lốp, ghi rõ cái nhu cầu mục đích lốp trên thẳng trên website rồi, cái trang web chính thức của người ta rồi, bạn cứ thế mà đọc thôi. Chứ Nam không có ngồi mà đi giải thích những cái đó, tại cái đó nó quá đơn giản. À, các bạn tìm hiểu được ha. Tại vì Nam không có để tập trung vô làm những cái chủ đề mà nó khác đi, những chủ đề mà nó hữu ích cho tầng lớp bình dân và thực dụng giống như Nam đó. Nam chỉ muốn làm những video clip vậy thôi ha. Rồi ví dụ như làm dịch vụ cách âm, cách gầm hay là gì đó, ok, cái đó thì mình Nam không muốn đưa ra, không muốn phân tích cái điều đó. À, ví dụ Nam cảm thấy phù hợp với Nam làm, không phù hợp thì thôi. À, còn đi ra phân tích cái đó nó đánh vào món ăn tinh thần mà sao đưa phân tích được, đúng không? Rồi ở trong cái đại lý của hãng á, mình tổng kết rơi vào khoảng 3 cái trường hợp mà như thế này. 3 cái trường hợp mà họ hay làm. Thì thực ra đại lý hãng xuất phát từ cái thằng mà đại lý hãng của xe gắn máy, nó đã gian xảo từ hàng chục năm trước rồi. Đại lý xe gắn máy các bạn, chứ không phải đến bây giờ đâu các bạn. Đại lý xe gắn máy nó đã gian xảo đến giờ, chứ không phải đến ô tô đâu. À, nhưng mà người ta ít hồi đó, thời đó không có mạng xã hội nhiều để mà chia sẻ, nên người ta không biết thôi. Thì ở trong đại lý của hãng á, họ bắt bệnh sai. Không phải là người ta không biết mà họ cố tình bắt bệnh sai. Ví dụ cùng một hiện tượng nhưng người ta bắt bệnh sai. Cùng một hiện tượng là gì? Ví dụ như là đề máy không nổ. Thì lúc đó người ta sẽ nghĩ ra tới hai cái cùng một hiện tượng là đề máy không nổ, nhưng có hai cái nguyên nhân cơ bản mà mọi người nhìn thấy. Thứ nhất là ắc quy hết bình, hết điện, hoặc là hỏng luôn ắc quy. Hai là cái cụ đề bị yếu hoặc là bị hỏng luôn đó. Thì chi phí, nhưng mà cái người mà bắt bệnh á, trong đại lý hãng á, thì đầu tiên á, nó phán đa số nha, nó phán hư cụ đề trước, chứ không phán hư cái bình ắc quy. Đó là như vậy đó các bạn. Cùng một hiện tượng nhưng mà có nhiều nguyên nhân, thì bắt buộc bạn phải hiểu về kiến thức về xe thì các bạn mới áp dụng phương pháp loại trừ. Tại sao hư cụ đề được? Cụ đề đang còn đề hôm qua hôm kia ngon lành mà, làm sao mà hư lại được, đúng không? Mình sẽ loại trừ cái phương pháp đó ra, thì chắc chắn nằm ở cái bình. Rồi bây giờ các bình á, trên cái bình nó cũng đánh dấu cho mình cái cách thức, có cái mắt để mình thăm á,
thăm bình, mặc dù là bình khô tức là bình miễn bảo dưỡng đó, mặc dù là nó kín hết nhưng nó vẫn chừa cho mình một cái mắt để mình nhìn vô, mình xem cái vòng nó là vòng đen hay vòng đỏ hay là viền trắng, thì trong đó nó sẽ ghi rõ à cái tình trạng của ắc quy này còn tốt, hay tình trạng của các ắc quy này á là cần nạp lại điện. Cần nạp điện lại điện thì dễ thôi, xách ra những cái cửa hàng mà chuyên sạc điện ắc quy này nó 20.000, họ sạc cho đầy bình mất một ngày rồi về xài bình thường. Cái thứ hai á là nếu mà hỏng thì mình thay mới, đó có nghĩa là mình phải hiểu mình mới xác định được. Còn nếu mà mình không hiểu thì thua rồi, lúc đó vào trong bất kỳ chỗ nào cũng vậy á, họ gặp những người mà làm ăn mà theo kiểu mà họ trung thực á, thì nó dễ, còn những người mà họ làm ăn mà họ có bánh khóe thì cái này chịu thua. Tại vì giống như cuộc đời đó, giống như cuộc chơi vậy đó các bạn. Cuộc đời giống như cuộc chơi thôi. Cái đầu mình không hơn người ta, kiến thức của mình không hơn người ta, thì mình bị người ta bóc lột lại mình thôi, như vậy thôi. Tại sao mà mình dùng từ bóc lột? Thì bóc lột đó, đó là một cách thức bóc lột chứ cái gì, đúng không? Thì chẳng qua thằng này bóc lột trong cuộc sống, ngành nghề giao thông với nhau, người này ngành nghề liên quan nhau, bóc lột qua bóc lột lại thôi. Nhưng mà anh nào có hiểu thì anh sẽ hạn chế. Chứ còn chuyện mà bị bóc lột thì chắc chắn là không tránh khỏi là cuộc sống này mà. Mình có kiến thức hiểu thì mình loại trừ thôi. Đó. Rồi ok, mình làm clip mình chia sẻ như thế thôi. Chứ mình cũng không phải là thần thánh hay gì để sửa chữa xe đó các bạn. Mình tức là mình không có kiến thức thật sự là chuyên sâu, nhưng mà mình phải có kiến thức tổng quát. Bạn không cần phải có kiến thức thật sự chuyên sâu. Bởi vì nếu mà bạn muốn kiến thức thật sự chuyên sâu thì đó là bạn là chuyên viên rồi. À, đó là chuyên viên tay nghề của bạn, và lúc đó bạn chỉ gói gọn trong một cái góc đó thôi. Còn nếu bạn có kiến thức tổng hợp thì ok, nó lại phục vụ cho bạn rất là tốt trong cái môi trường giao tiếp của các bạn. Ví dụ như lĩnh vực này tôi cũng có một chút xíu kiến thức về cái lĩnh vực tài chính, tôi có một chút kiến thức lĩnh vực ngân hàng, một chút kiến thức về lĩnh vực bảo hiểm, một chút kiến thức về lĩnh vực về kỹ thuật này nọ. Thế thì khi bạn có một chút kiến thức là gì, để mình tự bảo vệ mình trong cái cạm bẫy của xã hội này thôi. Chứ không phải mình có kiến thức đó để mình đi làm nó, cũng giống như Nam vậy. Nam biết chút về xe để Nam tự bảo vệ Nam thôi, chứ không phải mình có kiến thức về xe để mình đi mở cái gara sửa xe, không phải. Mỗi người sinh ra có một cái nhiệm vụ khác nhau trong một cái chuỗi mắt xích để tạo nên một cái xã hội rồi. Nhiệm vụ của mình sinh ra không phải là làm cái công việc mà để đi mở gara ô tô. Nhiệm vụ mình là công việc khác, nhưng mình có kiến thức gara ô tô tức để mình hiểu, để mình tự bảo vệ mình, đúng không? Nam cũng có thêm những kiến thức khác thì Nam sẽ bảo vệ những cái lĩnh vực khác. Đó là vậy. Thì hồi xưa lúc mà cái thời của Nam còn học cấp 2, cấp 3 là bắt đầu vào cấp 3 là mình phải định hướng, là mình đi theo khối, hồi đó là khối A, khối B, khối C các bạn, khối D đó. Thì các bạn là mình xác định trong tương lai là mình học đại học, mình chuyên môn về gì, lĩnh vực kỹ thuật hay về lĩnh vực xã hội hay là gì đó. Là cuối cùng mình đã học lệch môn từ bắt đầu học cấp 3 rồi. Có nghĩa là mình theo cái khối tự nhiên đi, ban A đi, cứ đè văn toán lý hóa là mình học, còn văn sử địa bỏ. Cái đó là dở ở chỗ là sau này khi mà mình bước ra ngoài xã hội, mình đi làm kiếm tiền á, thì mình mới thấy nó dở. Bởi vì những người mà họ kiếm tiền giỏi đó là họ có kiến thức tổng hợp tốt, các bạn hiểu không? Họ có kiến thức tổng hợp tốt thì họ sẽ kiếm tiền giỏi hơn là mình giỏi nhưng mà mình giỏi cục bộ. Nó là như vậy đó các bạn. Ví dụ nhé, cũng một nghề sửa xe đi, mình lấy một nghề sửa xe đi.
anh kỹ thuật viên giỏi, dù anh giỏi lắm thì lương anh cũng tháng 50 triệu cho một tháng. Nhưng mà cái anh có kiến thức tổng hợp, anh sẽ đứng ra anh mở cái gara. Tại vì trong cái thằng chuyên môn giỏi của sửa ô tô đây, nó chia thành thằng chuyên thằng giỏi về điện, thằng chuyên giỏi về gầm máy, thằng chuyên giỏi về đồng sơn đúng không, thằng chuyên giỏi về nội ngoại thất đúng không, là 5 thằng. Thì mỗi thằng nó có giỏi lắm thì một lương tháng nó là 50 triệu. Có nghĩa là nó chỉ làm đảm nhận ở trong một cái khâu của nó thôi. Nhưng nếu một thằng có kiến thức tổng hợp thì nó sẽ làm chủ mở luôn gara, và nó kết nối thằng sơn, thằng điện, thằng gầm máy lại, thằng nội thất lại, gồm 5 thằng này lại. Rồi cuối cùng nó sẽ đảm nhận hết. Nhưng mà nó không trực tiếp làm. Nhưng mà khách khi mà vào mà trao đổi với nó là người đưa ra quyết định. À, cái bệnh này, xe này bị này, bị này kia, bị kia, và phải mất chi phí nào, sửa đưa bao giá cho khách hàng, đúng không? Đó là làm chủ. Còn nếu anh kia giỏi chuyên môn thì anh chỉ giỏi một cái phần gầm của anh thôi, anh làm điện anh không làm được, mà các anh giỏi điện anh lại làm gầm máy làm không được. Nó là như vậy đó các bạn. Còn ông chủ cũng vậy, các ông chủ gara cũng vậy, ông bắt bệnh được. Nhưng mà bắt tay biểu ổng vô, ổng cầm cà lê mỏ lết, ổng siết lực rồi ổng tháo này nọ, làm sao thao tác ổng nhanh bằng cái người ta chuyên môn ngày nào người ta cũng tháo lắp ráp rồi, đúng không bạn? Đó là cái mà mình muốn truyền tải với các bạn, là trong cuộc sống này chúng ta cần cái kiến thức tổng hợp. À, mình có kiến thức tổng hợp mình sẽ tự bảo vệ mình hơn thôi. Đơn giản là mình tự tiết kiệm cho mình trước đã. Nếu mà mình tự làm, tự chăm sóc bảo dưỡng xe cho mình á, thì mình sẽ tự tiết kiệm cho mình. Cái đó là cái trước mắt rồi đó, ai cũng thấy rồi. Còn xa hơn đó là mình hạn chế được những cái mánh khóe từ bên ngoài. Rồi ok, mình kết thúc clip nha. Mình phải đi làm kiếm tiền các bạn. Cuộc sống mà chơi ra chơi, làm ra làm. Mình không có thú vui xa xỉ, không có nhu cầu xa xỉ, nên mỗi người sinh ra trong xã hội này nó là như thế rồi. Cũng không bắt ông này phải học theo ông kia, ông kia học theo ông nọ, không được các bạn. Cái gu của ông kia là phải thích cái này thích cái kia, nhưng mà gu này ông này không thích. Giống như ông thì thích nhậu, ông thì không thích nhậu, đúng không? Không thể bắt được. Rồi ok, cảm ơn các bạn theo dõi clip nha.